Xin chào các em. Trong video ngày hôm nay, thầy Huỳnh sẽ giới thiệu chúng ta cái dạng thứ hai của cái loạt video Casio kết hợp với tư duy tự luận giải bài toán min-max của hàm trị tuyệt đối. Chúng ta sẽ có khoảng 7-8 video liên quan đến cái hàm trị tuyệt đối, min-max hàm trị tuyệt đối. Đây là video thứ hai. Thế dạng thứ hai này thì chúng ta thấy rằng là người ta cho hàm y bằng trị đối fx cộng với m. Người ta yêu cầu tìm m để giá trị nhỏ nhất, tức là min của y trên cái đoạn alpha beta này bằng h, và trong trường hợp h lớn không. Thì đây là cái phần lý thuyết, phương pháp chung chúng ta chú ý. Đó. Thì tương tự như cái video một thôi, cái bước đầu tiên là ta tìm min và max của cái hàm fx. Thì ở trong cái bước này thì tùy chúng ta có thể làm tự luận hoặc Casio. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ tìm theo yêu cầu bài toán. Trong trường hợp này thì min của cái thằng y trong đoạn alpha beta chính là bằng min của hai giá trị, tức là min của hai giá trị tuyệt đối của m cộng a và m cộng a lớn đấy, và m cộng a nhỏ, trong đó a lớn thì giá trị lớn nhất của fx trên đoạn alpha beta, còn a nhỏ là giá trị nhỏ nhất. Đây chính a nhỏ đây. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất thì ta xét đây. Trong trường hợp nếu như mà m cộng a nhỏ, tức cộng giá trị nhỏ nhất mà lớn hơn không, tức là ta tưởng tượng là cái hàm fx đây, thằng fx cộng a đây, fx cộng m đây. Đấy. Thì cái giá trị nhỏ nhất, ví dụ cái giá trị là m cộng với giá trị này, mà đây là m cộng với a đây. Đấy, giá trị đây chẳng hạn. Đấy, ví dụ đây. Đây là m cộng a lớn đi. Mình vẽ một cái đoạn thẳng cho nó dễ hình dung thôi. Cộng với a lớn đây. Thế nếu như trong trường hợp mà cái giá trị này mà lớn hơn 0, lớn hơn 0, thì min của nó thì chắc chắn là đây rồi. Min của nó chính là bằng m cộng a rồi. Đấy. Thế thì lúc này chúng ta theo yêu cầu bài toán thôi. Cho nó bằng h, giải ra thì được là a trừ đi a, và kết hợp điều kiện đây, điều kiện của nó là m. Trong trường hợp này, chúng ta có thể lấy dấu bằng được này, lớn hơn bằng. Đấy, chúng ta chú ý lớn bằng. Đấy. Lấy bằng được thì bằng thì nó cũng vẫn min, nó cũng vẫn bằng không thôi, không có gì cả, đúng không? Đấy, bằng không thì min bằng không đó. Thế thì chúng ta thấy được thỏa mãn cái điều kiện này, chắc chắn là thỏa mãn rồi. Đây là một giá trị này. Đấy, chúng ta nhớ này. Sau này chúng ta có thể học thuộc. Tức là chúng ta nếu làm nhiều rồi, chúng ta có thể học thuộc ngay là m trong trường hợp này m bằng h trừ đi a. Trường hợp thứ hai là m cộng với giá trị lớn nhất của hàng fx này nhỏ hơn không, có nghĩa là cái đường nó dựng như này. Đây là m cộng với a đây, còn đây đương nhiên là m trừ a rồi, a m cộng a nhỏ rồi mà nhỏ hơn không, thì chúng ta thấy đây hàm trị tuyệt đối này. Hàm trị tuyệt đối thì bao giờ lật ngược lên trên này, đúng không? Lần trên này. Đó, lần ngược này đối xứng mà, đối xứng qua trục OX. Thì lúc này thì có phải là giá trị của nó chính trị tuyệt đối của thằng này không? Trị tuyệt đối này. Mà thằng này âm, trị đối này. Mà thằng này âm thì chính là bằng dấu trừ của nó. Đấy. Âm thì phá trị đối bằng trừ mà, đúng không? Thì lúc này nó sẽ bằng cũng vẫn bằng h cho bằng h, giải phương trình này ra. Đấy. Thằng này cũng có thể cho dấu bằng được này. Đấy, dấu bằng được. Ở đây có dấu bằng này. Đó. Thế thì giải phương trình này thì ta được. Và đương nhiên cái điều kiện này này, cái dạng kinh nghiệm này này sẽ thỏa mãn điều kiện này thôi. Vậy nói tóm lại là ở đây chúng ta sẽ có hai này. Và nếu như trong trường hợp là đây, cái thằng đây là mình cứ viết luôn thì giá trị là m cộng a nhỏ đây, m cộng a lớn đây. Đó, một thằng dương một thằng âm, đúng không? Tức là m cộng a nhỏ là nhỏ hơn không, và m cộng với a lớn là lớn không. Thì lúc này thì hàm trị tuyệt đối nó sẽ lật ngược trên này, đúng không? Phía dưới lật trượt như này, trên này. Thì chúng ta giá trị nhỏ nhất nó sẽ bằng đây, là điểm này, chính là 0. Đấy, bằng 0. Và bằng 0 thì chúng ta thấy rằng là gì? Bằng 0 thì min của nó là bằng 0 rồi, min bằng 0 rồi. 0 mà thì không thể bằng h được, vì h này đây yêu cầu h lớn 0, với h bằng 3, bằng 4, bằng 5 thì không thể không được. Và lúc này đương nhiên là không tồn tại m rồi. Hay là không có giá trị m. Đấy. Vậy nói tóm lại chúng ta chỉ có hai giá trị thỏa mãn, đó là m bằng trừ gì, trừ h cộng với trừ a lớn và trừ h trừ đi a nhỏ. Đấy, chúng ta nhớ hai. Nếu bạn nào mà học nhiều, làm nhiều, chúng ta coi như nhớ giá trị này thôi. Đấy, nhớ giá trị này,
còn nếu không ta vẫn phải set. Đây là cái thứ nhất. Đấy. Cách thứ hai thì chúng ta không phải set lớn hơn nhỏ hơn gì cả mà ta sẽ ép. Đây, cách thứ hai đây. Cái hai. Ép luôn là nếu min của thằng cũng không phải lớn dương âm gì cả đúng không? Nếu min cũng thế thôi. Nếu min mà bằng thằng m cộng với a thì đương nhiên min thì bằng h rồi theo yêu cầu bài toán rồi. Thì mà min thì phải nhỏ hơn rồi. Min là phải nhỏ nhất rồi thì nó phải nhỏ hơn cái thằng này, chỉ tuyệt đối. Nên ta giải cái hệ này ra tìm m thỏa mãn là ok. Chúng ta thông thường người ta chỉ giải cái hệ đầu tiên này. Cái phương trình đầu tiên này xong thay vào cái giá trị dưới này thì thỏa mãn là ok, còn không thỏa mãn thì bỏ. Tương tự trường hợp thứ hai là ta ép nó min của nó bằng bằng trị đối của m cộng với a nhỏ. Thế thì yêu cầu bài toán là min là bằng gì? Bằng h thì ta cho luôn là m trị đối của m cộng a nhỏ bằng h. Và đương nhiên là giá trị min này phải nhỏ hơn rồi, nhỏ nhỏ nhất rồi. Đây giá trị nhỏ hơn, phải nhỏ hơn cái m cộng a đúng không? Min là phải nhỏ nhỏ nhất rồi, đúng không? Thì thằng này nó phải lớn hơn, đúng rồi, điều kiện. Thế ta giải ra cũng tìm điều kiện này thay vào đây. Ok. Thế trong video này thì sẽ cho ba cái ví dụ minh họa. Tức là thuộc câu 1, câu 2, câu 3. Thì câu 1 thì hoàn toàn là áp dụng cái công thức tức là có thể chúng ta áp dụng ngay công thức cách 1 hoặc ta thể làm cách 2. Đấy. Nhưng mà cái câu số 2 này thì chúng ta khi chúng ta tí chúng ta tính là sẽ gặp một số cái vấn đề, tức là ở trong cái ví dụ này, ba ví dụ này thì mỗi một ví dụ nó có một cái chiều hướng nó khác so với một chút về về mặt chúng ta lý thuyết. Tức là chúng ta gặp một vài bài chúng ta sẽ nó phải khác một chút, ta cần phải tư duy chứ không phải bài nào nó cũng theo đúng cái chuẩn chỉ như như cái phần lý thuyết. Đấy, thế thì khi làm thì chúng ta cần lưu ý, chúng ta vận dụng rất là sáng tạo trong cái việc mà làm bài tập cái dạng này. Đó. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ làm một cái ví dụ minh họa câu 1. Câu 1 thì rất là dễ thôi. Câu 1. Đấy. Ta sẽ vào câu 1 này. Đấy, câu 1 này. Đầu tiên thì ta sẽ tìm cái gì? Chúng ta xét cái thằng fx này. Đúng không? Ta xét cái thằng fx. Đây, fx thì bằng 4 phần 3 x mũ 3 trừ đi 6x bình cộng với 8x. Đó, ta tìm cái này thôi. Ta tìm a lớn a nhỏ, tức là tìm chúng ta tìm gì? Này tìm a chính là bằng max của cái thằng fx này. Trên đoạn đâu? Trên đoạn 0 3. Đấy, và bằng bao nhiêu? Và tìm a nhỏ này bằng min với thằng fx này trên đoạn 0 3. Rồi, ok. Bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta có thể làm tự luận hoặc là bấm máy, đúng không nhỉ? Chúng ta thể bấm máy xem sao nào. Ừ. Bấm máy ta nhập cái hàm này thôi. Đấy. 18 này. Nhập luôn hàm vào 4 phần 3. 4 phần 3. Rồi x mũ 3. Trừ 6x bình. Cộng 8x. Ok, rồi, bằng này. Bắt đầu từ 0 này. Kết thúc là 3 này. Đây là 3 đơn vị thì chúng ta cứ lên khoảng độ 0, 0,2 nó là khoảng bao nhiêu nhỉ? 0,5 đi đã, đúng không? 0,5 đi xem tình hình nào, đúng không nhỉ? Đó. Bây giờ ta tìm min và max này. Đây, 0 này bắt đầu tăng dần lên này. Đấy, 3,3 chỗ này. Đấy. 3,3 là 10 phần 3, chỗ này là 10 phần 3 này. Tiếp tục là lại giảm xuống này. Đấy. Tiếp tục này. Lại 3,3 tiếp. 3,3 à 3,33 đấy, đúng không? Đấy, đến 6. Nhưng đây 6 là lớn nhất này. Đấy, nhìn đây, tại 3 khả năng là 6 lớn nhất. Tiếp tục là gì? 0. Nhỏ nhất, đúng không? Đấy, 0 à thì nhìn đây tại hai cái đầu 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 mút này 0 với 3 thì chắc chúng ta chỗ này là chuẩn rồi này, đúng không? À không, 0 với 6 chứ, xin lỗi, 0 với 6. Vậy thì chúng ta thấy ngay là thằng này nó là mấy? Thằng này nó là 6 này. Thằng này là 0 này. Ok. Vậy thì dễ rồi, đúng không? Chúng ta sẽ có này. Lúc này là max của cái thằng min chứ, min đúng không? Min mà, giá trị nhỏ nhất, min. Min của cái thằng y ý. Trên đoạn 03 chính là bằng min của cái hai giá trị là m cộng 0, tức là m và m cộng 6, chỉ đối m cộng 6 đấy đó.
Ok. Đấy. Thì như vừa rồi nếu chúng ta xét thôi, chúng ta có thể nhớ công thức hoặc ta xét đúng không? Nếu không nhớ ta xét về bản chất đây. Đầu tiên là nếu m làm sao? Chúng ta làm cách 1 đây. Đấy, cách 1. Ví dụ cách 1 ta có thể nhớ công thức luôn. Đấy, hoặc là ta xét là m nếu m mà lớn hơn 0. Đúng không? M lớn bằng 0 đi. Thì có phải là min của nó chính là bằng gì? Min này. Y chính là bằng m. Đúng không? Bằng m. Và m đây bằng gì? 18. Trong 18 luôn. Đúng chưa? Đấy. Và trong 18, 18 thì đương nhiên lớn hơn 0 rồi. Ok. Tiếp tục tục này, trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là m cộng 6 này nhỏ hơn 0, nhỏ hơn bằng 0. Đấy. Thì lúc này mini chính là bằng trị tuyệt đối của m cộng 6 đây. Và 6 thì còn nhỏ hơn 0 rồi có dấu trừ m cộng 6. Đúng không? Rồi cho bằng 10 gì? 18. Giải thằng này ra chắc ảnh giải được đúng không? M bằng chuyển vế sang chuyển sang bên này thì ta sẽ có là m bằng trừ bao nhiêu nhỉ? Trừ 24 sao nhỉ? Đúng không? Đây. Rồi ok, trừ 24. Bằng trừ 24 cộng với 6 là trừ 18 trừ gì rồi, trừ 24. Ok. Đấy, m trừ 24. M trừ 24 thì đương nhiên nhỏ hơn gì? À nhỏ hơn trừ 6 rồi là xong. Đó. Thế còn trường hợp một trường hợp mà nó một thằng lớn một thằng nhỏ thì đương nhiên là min nó bằng không rồi, mình không xét. Vậy ta sẽ có bao nhiêu? À chúng ta sẽ có hai giá trị. Đó là m bằng bao nhiêu? À, vậy thì ta có hai giá trị là m bằng 18 hoặc và m bằng trừ 24. 24 đúng không? Đấy. Hoặc là m bằng tích tư tích này, nó yêu cầu tích đúng không? Tích là 18 nhân với trừ 24 bấm máy thôi bằng đúng nhỉ? Đó. 8 trừ 24 thì bấm máy đây. Trừ 24 nhân với 18 bằng trừ 432, trừ 432. À thế là đáp án C rồi đúng không? Đáp án C. Đấy. Rất là dễ. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì chúng ta làm nào? Cái thứ hai thì ta cứ gán thôi, xong rồi mình cái thứ hai mình cứ ép thôi. Cách hai này. Cách hai này. Mình ép luôn là trường hợp thứ nhất là cái thằng min là bằng 10 gì? À min mà bằng trị tuyệt đối m là bằng gì? Bằng 18 này. Và đương nhiên min phải nhỏ hơn max rồi. Min phải nhỏ hơn giá trị kia rồi, m phải nhỏ hơn bằng đi. M cộng 6. Rồi, ta giải đây m cộng trừ 18 mình thay vào đây xem có thỏa mãn không, thằng nào cộng chắc chắn là cộng rồi, thỏa mãn rồi, trừ thì đây này, thì đây vẫn là mười mấy. Trừ thì cái thằng này là thành 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 trị đối thì vẫn là 18 này. Nên có thay trừ vào đây thì thằng này sẽ nhỏ đi, trừ 18 cộng với 6 sẽ nhỏ đi, giá trị nhỏ hơn 18 này thì đương nhiên thằng này không thỏa mãn rồi. Đấy. Thằng trừ 18 không thỏa mãn rồi. Hoặc trường hợp thứ hai là mình min cho min bằng m cộng với 6 cho nó bằng 18. Rồi đương nhiên là thằng min này phải nhỏ hơn rồi, m cộng với 6 phải nhỏ hơn hoặc bằng m. Đó, ok. Thế là ta sẽ giải thằng này ra thì đương nhiên sẽ được hai giá trị, cũng được hai giá trị là gì? 18 và trừ 24. Đó. Thế thì chúng ta cách 1, cách 2 thì về cơ bản nó giống nhau. Đó. Chúng ta sẽ xét thôi. Rất là dễ. Được chưa? Thế trong trường hợp này đây là một cái câu số 1, tức là theo đúng cái dạng chuẩn. Đấy. Còn cái câu tiếp theo này là câu số 2 này. Câu số 2 thì nhìn nó có vẻ nó không giống chuẩn chuẩn lắm nhỉ? Thế thì ta làm thế nào? Thế thì chúng ta thấy này. Ở đây chúng ta sẽ có câu 2 này. Nhìn đoạn trừ 0, 2 thì nó sẽ trừ 0, à trừ 2 đến 0 chứ nó trừ 2 đến 0 thì cái thằng 1 ấy, cái mẫu này này, nghiệm của mẫu này, nó không thuộc cái đoạn này thì đương nhiên là nó sẽ đạt cái min cái max của cái thằng fx này này. Mình cứ tìm này. Ta sẽ tính f của f tại gì? Đương nhiên thằng này nó sẽ luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến phụ thuộc ấy, nhưng kệ nó, chúng ta tính f tại gì? Trừ 2 này. F tại trừ 2 nhá. F này trừ 2 này. Thay trừ 2 vào đây thì ta có sẽ là trừ gì? Trừ 4 trừ m chia cho trừ 2 đây trên 3 đúng không? Và tính f0. 0 bằng gì? À, thay 0 vào đây. Thay 0 vào đây thì chúng ta sẽ là được trừ m. Đó, ok. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có này, hai cái thằng này. So sánh hai thằng này thôi, vậy thì đương nhiên là min đấy. Min của y
FX ấy, chỉ số FX ấy. Thì chính là bằng giá trị so sánh giá trị min của hai thằng này thôi. À, trị tuyệt đối, à, trị tuyệt đối thằng này mình thôi mình bỏ luôn dấu trừ lên thành m cộng 4 đi nhá, chia cho 3 đi. Đấy. Bỏ luôn cái dấu trừ đi đúng không, và trị tuyệt đối của m luôn đó, bỏ luôn dấu trừ, trị đối của trừ m thì vẫn chỉ bằng trị đối của m mà. Đấy. Tương tự thế đúng không, trị tuyệt đối của trừ 4 trừ m trên 3 thì bỏ dấu trừ ra ngoài, trị đối của trừ thì thành cộng đúng không, bỏ luôn đi cho dễ xét, được chưa? Đấy. Thế thì trong trường hợp này thì nó không tách bạch ra như là cái thằng dạng là m cộng với a lớn và m cộng với a nhỏ, trong trường hợp này không thế đúng không, chúng ta nhìn khác này, đây có m nhưng không thể cộng a lớn lên m, đây nhưng mà m trên 3 cơ nên mà thì bắt buộc trong trường hợp này chúng ta phải làm cách số 2, tức là chúng ta phải làm cách 2 này. Cách 2 là gì, cách 2 là ta ép thằng này là gì, là min, ép min, đây trường hợp thứ nhất là ép cái thằng trị tuyệt đối của 4 cộng, xin lỗi, 4 cộng m, 4 cộng m chia cho 3, hay m cộng 4 3 đấy, ép luôn là bằng gì, à, là min là bằng 2, thì đương nhiên đương nhiên là cái thằng này này 4 cộng với m trên 3 nó phải nhỏ hơn hoặc bằng, nhỏ hơn bằng gì, nhỏ hơn bằng trị tuyệt đối của m đó. Thì lúc này chúng ta sẽ giải ra và tương tự thế thôi, nếu ta ép thằng trị đối của m là bằng gì, bằng 2, thì chúng ta phải có là trị tuyệt đối của m phải làm sao, phải nhỏ hơn bằng cái thằng này thôi, 4 cộng với m chia cho 3. Ok, giải cái phương trình này ra chắc ai giải được rồi, giải ra nhá, chúng ta giải đơn giản thôi, thằng trên thì bằng cộng trừ này, chúng ta làm nhanh thì cộng trừ thì nhỉ, 4 cộng với m này thì bằng cộng trừ 6 đúng không, cộng trừ 6 và 4 cộng với m trên 3 nhỏ hơn bằng trị tuyệt đối của m. Cái này chúng ta không phải giải ra, chúng ta thay vào đây cho thỏa mãn thôi. Thằng này thì đương nhiên là m bằng gì? M bằng cộng trừ 2. Và trị tuyệt đối của m nhỏ hơn bằng 4 cộng với m trên 3. Rồi ok. Thế bây giờ thay vào thôi. À thằng trên thì giải ra m bằng nhiêu? À đây m là nếu như m bằng 6. À quên, đây bằng cộng 6 thì nó m bằng 2 này. M bằng 2. Nếu là lấy trừ 6 thì m bằng bằng mấy, mà bằng trừ 10. Ok, trừ 10. Thay vào đây này. Thay 2 vào đây. Thay 2 là 2, đây là đương nhiên là bằng 2 nên đây thì nó sẽ bằng 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 2 rồi, đúng không? Đấy, chắc chắn phía này bằng 2 rồi, cái thằng này cộng 2 với 10 vẫn bằng 2 rồi. Thay 2 vào đây. À, cái này vẫn thỏa mãn bởi vì 2 nhỏ bằng 2 mà, vẫn thỏa mãn. Thỏa mãn. Đấy, ok chưa? Thế thay trừ 10 vào đây. Thay trừ 10 vào đây nó có thỏa mãn không? Thay trừ 10 thì đương nhiên thằng này vẫn là 2 rồi. Và thay trừ 10, chi đối trừ 10 là 10, 10 đương nhiên 2, thằng này cũng thỏa mãn luôn. Thỏa mãn luôn. Ok. Đấy, chỗ này trừ 10 vẫn thỏa mãn. Ok. Tiếp tục này, thay thằng này đây. Thay cộng 2 vào đây, 2. 2 đây là 2 rồi. À chỗ này cũng vẫn bằng 2. Đấy, thế thì bằng 2 m bằng 2 cũng thỏa mãn. Chỗ này 2 trên là thỏa mãn, dưới chắc thỏa mãn luôn. Bằng trừ 2, thay trừ 2 đây. Trừ 2 thì đây nó bằng 2 rồi, thay trừ 2 vào đây nó bằng trừ 2 phần 3. À 2 phần 3 chứ, 2 phần 3, 2 phần 3 không thể lớn hơn 2 được đúng không? Thì cái thằng m bằng trừ 2 là loại. Ok, loại vì thay bằng thỏa mãn mà. Vậy thì kết quả cuối cùng ta sẽ có hai giá trị của m, vậy m bằng bao nhiêu? M bằng 2 hoặc là m bằng trừ 10 đó. À tổng các phần tử, ok tổng tức là cộng vào nhau đây, cộng vào nhau thì bằng bao nhiêu, trừ 8. Ô đáp án B xong. Đấy. Chúng ta hiểu thì làm rất là nhanh thôi. Đấy, cực kỳ nhanh. Đấy. Nên ta chú ý như vậy. Đấy, chúng ta tại sao đây phải thay luôn là từ trừ 2, trừ 2 với 0, bởi vì chúng ta chú ý này. Ý nhá, đây là hàm bậc nhất. À, hàm bậc nhất trên bậc nhất, hàm bậc nhất trên bậc nhất. Thế thì hàm nó luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến phụ thuộc vào m. Thực ra đồng biến thì nghịch biến chúng ta không quan trọng lắm đâu, bởi vì chúng ta sẽ thấy là nếu như cái nghiệm này nó nằm ở ngoài cái vùng ta xét, với đây nghiệm chắc chắn là nghiệm của mẫu số ấy, vùng là trừ 2 đến 0 và nghiệm của gì, nghiệm của mẫu số nó là một, nó nằm ngoài này thì nó đi lên hay nó đi xuống thì chúng ta vẫn là gì, luôn đồng biến nghịch biến, ta vẫn tính hai đầu mũ này thôi, chúng ta tính luôn đấy, riêng cái hàm bậc nhất thì bậc nhất nó có đặc điểm vậy. Thế còn nếu như mà
chúng ta thấy là nó có cái điểm một chính giữa này thì chúng ta sẽ cần phải băn khoăn à, xem xét như nào đó, thì chúng ta cần lưu ý như vậy. Thế còn nhiều ở đây xem là min min bằng 2 cũng tương tự như vậy thôi, thì chúng ta thấy là có trường hợp mà tại sao không xét trường hợp là một thằng dương một thằng âm, một thằng lớn hơn và thằng nhỏ, lớn không nhỏ hơn không, thì khi thằng một thằng lớn không nhỏ hơn không thì giống như vừa rồi thôi, thì min của nó là bằng không, min bằng không mình yêu cầu nó min bằng gì, bằng 2, thì đương nhiên trường hợp đấy là dù mình có giải đi nó cũng vô nghiệm bởi vì nó không thỏa mãn đấy, nó không thỏa mãn, vậy chúng ta chỉ xét hai trường hợp này thôi, rất là dễ. Đây là câu số 2. Tiếp tục sang câu số 3. À, câu số 3 thì nhìn khác này, nó khác hoàn toàn hai câu trên. À, vì m nó chứa ở chỗ x này, đấy, m chứa x này, nó khác này. Đó. Thế nên câu này ta làm nào? Thì câu này nó phải đặt vấn đề nó hơi khác một chút. À, là một là giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất tức là min của y là bằng 1, y bằng 1. Đấy. Tức là trên đoạn trừ gì? Trừ 1, 2 đấy, 1. Đó. Min của y tức là chúng ta thấy rằng là y sẽ luôn lớn hơn bằng 1, đúng không? Luôn lớn bằng 1 với mọi gì? Mọi x thuộc cái trừ 1 đến đến 2. Đúng nhỉ? À, lớn hơn. Y lớn hơn bằng mà. Luôn lớn hơn bằng thì thằng này mới là giá trị nhỏ nhất, đúng không? Giá trị nhỏ nhất là 1. Vậy thì ta thay vào giá trị tuyệt đối này thôi, tương đương với gì? Đây chúng ta giải giống như một cái bất phương trình thôi. X bình cộng với mx cộng 1. À, lớn hơn bằng 1. Đấy. Thế cái này thì bất phương trình này gần như ai cũng giải được rồi, trị tuyệt đối thì chúng ta tương đương hai trường hợp. Đó là x bình cộng với mx cộng 1 lớn hơn bằng 1, hoặc là x bình cộng với mx cộng 1 nhỏ hơn bằng trừ 1. Đương nhiên đây với mọi x thì thuộc thuộc đoạn trừ 1 đến 2. Ok, trừ 1 đến 2. Đó. Thế thì lúc này ta giải 1 và 2 thôi, giải 1 trước này, 1 đây, hoặc mà chúng ta giải 1 và 2 này. Thế 1 này thì tương đương với gì? X bình cộng với mx lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc trừ 1 đến 2. Chúng ta chú ý này, các thằng này luôn luôn có một nghiệm bằng 0, đúng không? Với mọi m. Đấy. Cái thằng này có nghiệm này, bằng 0 này. Thế 0 lại nằm chính giữa chỗ này. Đấy. Ví dụ ta đây là cái tam thức bậc 2 nhá. Chúng ta thấy này. Đúng chưa? Đây là thành trừ 1 này. Đây là 2 này. Nó luôn có một nghiệm 0 này. Thế thì dù thằng này như thế nào đó thì chúng ta thấy ở đây này. Nó cũng bị gì? À, trong trái ngoài cùng mà. Kiểu gì có đoạn này nó một thằng âm một dương gì gì đó. Nó phụ thuộc m. Nếu giả sử một cái nghiệm m nó nằm bên ngoài này. M nằm trừ m nằm đây này. Đúng không? Đây là giải cái phương trình này nhá. Là x bình này cộng với mx bằng 0 này thì tương đương chúng ta thấy là một cái x bằng 0 này, x bằng gì? Trừ m này. Dù cái trừ m nằm bên bên trái hay bên phải của thằng này. Ví dụ đây chẳng hạn. Thì nếu như trong trái ngoài cùng bao giờ có một cái quẹt phía chỗ từ 0 đến trừ 1, à trừ 1 đến 0 là âm hoặc là 0 đến 2 là âm. Do đó để thằng này muốn thỏa mãn ấy, thì chỉ có một giá trị duy nhất, tức là một cái duy nhất. Có nghĩa rằng cái phương trình này là bất cái thằng này nó phải là có nghiệm kép. Kép thì luôn lớn bằng 0. Và muốn nghiệm kép tức là m trừ m phải bằng gì? Bằng 0. Trừ m bằng 0 hay m bằng 0. À. Vậy khi m bằng 0 ấy, khi m bằng 0 ấy thì có phải là lúc này x bình lớn hơn bằng 0 với mọi x không? À. Khi bằng 0 x bình lớn hơn bằng 0 với mọi x. X bình lớn hơn bằng 0 với mọi x thì mọi x thuộc trừ 1 đến 2 nó vẫn thỏa mãn thôi, vì trừ 1 đoạn từ trừ 1 đến 2 nó là tập con của R mà kia nó nếu mà bằng 0 thì nó là nghiệm kép, tức là m bằng 0 ấy thì lúc này nó trở thành x bình đây, x bình luôn lớn bằng 0 với mọi x thuộc R, đúng không? Đấy, thuộc R thì đương nhiên thằng này tập con nó sẽ thỏa mãn à. Đấy. Vậy thì trước tiên ta sẽ được một giá trị là m bằng 0. Ok rồi. Thế trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là x bình cộng với mx, à chúng ta chuyển vế luôn thì cộng 2 luôn, nhỏ hơn bằng 0. Rồi thế thì đây chúng ta ở đây thì chỉ có mỗi m thôi, chúng ta phải rút ra. À, rút ra thế ta rút ra thì trước khi rút ra rút thăm tức là cô lập m thì ta phải xét cái thằng này bằng 0. Đấy. Thế trường hợp đầu tiên này, trường hợp 1 à, chúng ta thấy là trường hợp này m bằng 0 à, x bằng 0 nhưng x bằng 0, x bằng 0 thì lúc này là nó trở thành là gì? Cái biểu bất phương trình này trở thành là 2 nhỏ hơn bằng 0. 2 nhỏ hơn bằng 0 thì cái này vô lý rồi, vô lý. Đúng không? Đó.
Thế đương nhiên là thế vậy thì x bằng 0 là không thỏa mãn rồi, không thỏa mãn. Mà nó yêu cầu lại với mọi gì thế này, với mọi x thuộc đâu? Thuộc từ trừ 1 đến 2. Một điểm x bằng 0 thôi thuộc cái đoạn này rồi, x bằng 0 thuộc trừ 1 đến 2 rồi. Mà nó không thỏa mãn tức là có m nào đó nó cũng không thỏa mãn. Đúng không? Không thỏa mãn. Đấy, với mọi m đều không thỏa mãn thì làm sao mà có một cái giá trị nào m mà nó lại thỏa mãn được với mọi x được? Vậy thì trong trường hợp này là gì? Không có m. Kết luận ngay không có m. Thỏa mãn. Đấy, không có m thỏa mãn. Bỏ qua luôn, đúng không? Vậy thì kết luận cuối cùng là chỉ có một giá trị gì? Của m thôi, đó là m bằng gì? Mà bằng 0. Vậy thì ở đây chúng ta thấy anh vừa đáp án A ngay. Ok. Đó. Cái trường hợp 2 chúng ta cần lưu ý này, bao giờ người ta phải xét là muốn chia. Đấy. Thì như thế nào ta phải xét lớn không, nhỏ hơn không và bằng 0. Ta xét bằng 0 xem trước này, xong lớn hơn không, nhỏ hơn không. Đấy, tức là chúng ta phải tách cái này ra. Đấy. Nhưng có trường hợp ví dụ này, giả sử như là nó với không phải với mọi x là 1 đến trừ 1 đến 2 mà nó là 2 đến 3. Giả sử thế nhá. Là với mọi x thuộc giả sử như là 1 1 2 đi cũng được. Đấy. Thì 1 2 thì x thuộc 1 2 thì x là dương rồi thì cái thằng này này. Đấy. X này thì m sẽ làm sao? M sẽ nhỏ hơn hoặc bằng chuyển vế sang là trừ x bình này trừ 2 này chia chỗ x đó. Đấy thì với mọi x thuộc gì? X thuộc 1 2. Thế thì lúc này ấy, ta làm cái gì? À ta sẽ xét cái hàm lên hàm hàm mình cứ đặt cái hàm này là hàm fx. Cái hàm này này là bằng fx này. Đúng không? fx. Thì ta sẽ làm sao? Thằng này với mọi x thì thằng này phải nhỏ hơn hoặc bằng min. Nhỏ bằng min của cái thằng fx nằm trên đoạn 1 2, đúng không? Thì ta bấm máy tìm min của thằng này trên đoạn 1 2 và cho m nhỏ hơn hoặc bằng thế là ok, đúng không nhỉ? Thì sẽ tìm được sẽ có bao nhiêu giá trị thực của tham số m. Nhưng trong trường hợp này thì đương nhiên nó sẽ nếu như mà nó không nếu như thằng này nó có thì trong bài toán này nó sẽ có vô số, nhưng mà chỗ nhìn này biết ngay là nó sẽ chỉ có 1 2 3 thôi, trừ khi nó có giá nguyên. Đấy, thì nếu như trong trường hợp mà bài mà nó cái khoảng cái đoạn mà xét nó khác đi, nó không chứa cái làm cho nghiệm của thằng này bằng không này. Đó. Thì chúng ta thấy nó rất là dễ. Đấy, thì đây cái video thứ hai của thầy Huỳnh liên quan đến cái hàm số mà chỉ hàm min max của hàm trị tuyệt đối. Đấy, là video số 2. Tiếp theo thì ít nữa thì thầy sẽ ra video số 3 và ta sẽ có khoảng 7-8 video ở đấy, thì hy vọng là sẽ giúp ích cho các em trong cái đợt thi sắp tới, và khi các em xem cái video này là bổ ích. Nếu như mà video mà hay, em thấy hay bổ ích các em thì hãy đăng ký kênh, rồi comment, rồi chia sẻ giúp thầy để thầy có động lực làm các video tiếp theo. Hy vọng rằng là thầy sẽ giúp được các em phần nào trong cái việc chúng ta thi cử đạt kết quả cao trong cái đợt thi sắp tới. Cảm ơn các em.